Sau việc được bản thân hỗ trợ trong đám cưới, Khả Ngân luôn kè cặp bên Hằng chăm chút từng ly từng tí. Người thành phần có nam chung đồng hành, kim luôn phụ dâu đặc biệt. Minh Hằng. Tháng 6 năm 2022, nữ ca sĩ Minh Hằng chính thức tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân, yêu nhau 6 năm. Trong khoảng thời gian trước đó, nữ ca sĩ đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để kịp với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vì bận rộn trăm công nghìn việc, nữ ca sĩ không khỏi đuối sức. May mắn, Minh Hằng vẫn còn những người bạn vô cùng tuyệt vời, mang tên Gia Đình Văn Hóa. Họ luôn ở bên cạnh giúp sức cho nữ ca sĩ mọi việc. Theo đó, cô luôn đồng hành cùng người em thân thiết Khả Ngân đi thử váy cưới. Trong những khoảnh khắc do chính nữ ca sĩ chia sẻ, người hâm mộ đều cảm nhận được sự nhiệt tình của sao nữ hậu duệ mặt trời phiên bản Việt. Trước đó, Khả Ngân cũng chính là người đã hỗ trợ cho hôn phu của Minh Hằng chuẩn bị lễ cầu hôn bí mật. Ngoài ra, được biết trong hôn lễ của bé heo có hàng loạt những tiết mục nhảy đặc biệt và người giúp sức cùng cô hoàn thành phần trình diễn này không ai khác chính là ông xã và hội bạn thân, gồm những cái tên quen thuộc như Đông Nhi, Khả Ngân, Hoàng Thùy Linh, Ngô Thanh Vân. Đã nữ Ngô Thanh Vân đã thành công lên sân hoa cùng chú rể Huy Trần và một đám cưới vô cùng hoành tráng diễn ra ở Đà Nẵng. Đồng hành giúp sức cùng diễn viên 8X, hội bạn thân gồm Nam Trung, Xuân Lan cũng hỗ trợ hết lòng hết dạ. Tiêu biểu nhất chính là Nam Trung, người bạn thân đã đồng hành cùng Ngô Thanh Vân đi thử váy cưới, kim luôn vị trí phụ dâu đặc biệt. Cụ thể trong hôn lễ của Hải Phượng, Nam Trung đã diện váy thay vì mặc vest, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh phụ dâu. Phải nói rằng, cô gái thật may mắn khi tìm được một người bạn nhiệt tình như Nam Trung. Ngoài ra, trong đám cưới của nàng đã nữ, các đàn em như Will, Tun, Isaac, SD Sơn Thành cũng hỗ trợ nhiệt tình bằng việc đảm nhận vai trò MC, ca sĩ trình diễn góp vui cho buổi tiệc. Anh Tú. Nam diễn viên hài Anh Tú cũng đã chính thức trước bạn gái Huyền My về dinh, đồng hành cùng nam diễn viên trong buổi lễ quan trọng. Hội bạn thân gồm những gương mặt quen thuộc của làng hài như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung đều có mặt đảm nhận vị trí bưng quả. Trong khi đó, BB Trần lần này không giải gái, nhưng anh vẫn rất bất chấp nhận là người yêu cũ của Anh Tú. Nam diễn viên hài bày tỏ, top những người yêu cũ của chú rể, đội hình bưng quả toàn hàng tuyển không nè. Những chiếc xe điện đơn giản được trang trí bằng hoa tươi, cùng dàn phù rể chất lượng khiến mọi người vô cùng thích thú. Tiệc cưới được diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Trong buổi tiệc, nhóm nghệ sĩ hài đã có những tiết mục tặng cho cô dâu chú rể. Được biết, Anh Tú và dàn sao như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung tuy hiếm khi phô trương tình bạn nhưng vô cùng thân thiết. Trước nay, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Và tất nhiên, ngày vui của nhau họ cũng không thể vắng mặt. Nhã Phương. Nhã Phương cũng là một trong những mỹ nhân Việt may mắn khi có hội bạn thân nhiệt tình hỗ trợ cho ngày vui. Tôi nhớ vào năm 2018, khi đám cưới của Nhã Phương diễn ra, hội bạn thân gồm Hoàng Anh, Ái Phương đã có mặt trong dàn phụ dâu bưng quả. Không những thế, trước ngày vui của Nhã Phương, hội bạn thân còn tổ chức cho sao nữ này một buổi tiệc độc thân hoành tráng. Theo yêu cầu của cặp đôi vào ngày trọng đại, các khách mời phải diện trang phục theo màu sắc trắng đen, phải cầm theo thiệp và không chấp nhận những khách dắt theo trẻ con. Dàn sao dự cưới Trường Giang và Nhã Phương gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, vợ chồng Đức Thịnh Thanh Thúy, vợ chồng Trấn Thành Harry Won, diễn viên hài Anh Đức, Dương Triệu Vũ, Nam Cường. Các sao Việt như Minh Hằng, Ngô Thanh Vân đều được hội bạn thân hỗ trợ nhiệt tình trong ngày trọng đại. Với họ, đây đều là những người bạn tri kỷ, xứng danh vàng 10, hiếm có khó tìm. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.